các bị thương trong lưng. Thứ hai là xá khối khi lập dụng. Xá khối đổi là một đường giảm sạch, sức mạnh xá khối không thể bị bạc. Nếu có thật sự quay đầu, chúng ta có câu ngạc ngữ rằng làm từ quay đầu dạng không đổi. Một khi quay đầu, họ là người tốt trong những người tốt, người tốt cũng không sánh bằng họ. Chúng ta phải hiểu điều này, tuyệt đối không được coi thường. Đây là ngũ nghịch nguyên tứ giải thoát. Bổ hiện sắc thân, chư quá chư thú. Chư thú chỉ cho lục đạo. Địa bàn đại sĩ ở trong lục đạo không có nơi nào không hiện thân. Hiện thân để làm gì? Điểm thử mê quyền, linh đi bình đẳng. Đây là phương hướng chung mà Bồ Tát Địa Tạng hiện thân thuyết pháp. Là phương định chung, đây là phương định chung chúng ta phải ghi nhớ. Hiện nay chúng ta không còn tương lai cũng như hoàn đại của mình. Ta dùng nguyên tắc gì để dẫn dắt đại chúng và giới nguyên tắc này? Niệm thử mê nguyên, linh đi bình đẳng. Bình đẳng là pháp tướng, bình đẳng là căn nguyên. Biến tận hư không, biến pháp giới là nhất thể mới là chân bình đẳng. Người chứng được bình đẳng, trong quan niệm của họ tất cả chúng sanh là chính mình. Như vậy mới bình đẳng. Tất cả chúng sanh, chúng sanh là nghĩa rộng. Mọi hình tướng trong hư không pháp giới đều là chúng sanh, là chính mình. Tuyệt đối là lấy tận hư không biến pháp giới, cảnh tình nhận biết đây là chính mình. Như vậy mới hiểu rõ ràng bình bạch chân tướng sự thật, tâm bình đẳng với thiên địa. Phật nói chúng ta về nghiệp nhân của hư pháp giới. Nghiệp nhân phức tạp vô cùng, nhưng trong phức tạp có một nhân tố quan trọng nhất. Đức Phật nói cho chúng ta biết tâm Phật bình đẳng, tâm Bồ Tát là lục độ, tâm bất di bậc là 12 dương duyên, tâm A La Hán là tứ đế, tâm thiên dân là thập thiện từ bi chỉ xả, tâm người là ngũ giới thập thiện, súc sanh là cư si, ngạ quỷ là sa tham, địa ngục là sân nhuế. Như vậy mới biết bình đẳng là trong Phật. Linh đi bình đẳng nghĩa là biến tất cả chúng sanh thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy tất cả đều thành Phật. Hai câu ở đây: điểm thử mê nguyên, linh đi bình đẳng, tức là tất cả đều thành Phật, không thể nghi bằng. Nói Bồ Tát chánh bằng thử bổn quốc, nhi khởi như đại hóa. Hóa là giáo hóa chúng sanh, hiện đại thành giáo hóa chúng sanh. Chính là giữ tâm này, dùng tâm này. Chúng ta cần phải hiểu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.
trên dưới 100. Đoạn sau cùng để tướng được bất cứ việc phương tiện dùng giả